Tên tôi là Isaac Levy, tôi đến từ Bulgaria và năm nay tôi 68 tuổi. Đến nay tôi đã làm việc trong công ty Vision được 15 năm. Lễ hội Millennium đối với tôi là một sự kiện quan trọng nhất trong công việc với công ty của tôi. Vì vậy mà tôi luôn tham dự tất cả các lễ hội Millennium từ trước đến nay. Khi nghe tin là Millennium 2015 sẽ diễn ra tại Việt Nam, thì cũng là lúc tôi vừa hoàn thành tiêu chuẩn tham dự Vision Voyage, nên tôi tham dự lễ hội như một người của cả hai chương trình cùng một lúc. Vậy là vừa kết thúc ngày đầu tiên của lễ hội, và tôi có thể nói rằng đây là một sự kiện chứa đầy cảm xúc khi nhìn thấy các bạn Việt Nam ở đây đã hạnh phúc thế nào, và họ đã rất hào hứng khi chụp ảnh với chúng tôi. Chúng tôi lại chụp hình rất lâu trước khi vào hội trường, và bên cạnh đó thì các bài diễn thuyết đối với một người đã làm việc với công ty 15 năm, thì các nội dung đã rất hữu ích và quan trọng cho công việc của tôi. Ngoài ra thì con đường sao cũng vô cùng sáng tạo và hoành tráng, khiến tôi muốn gắn kết mọi khoảnh khắc của sự kiện này.